Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Doc DeVos. Chào đón các bạn đến với công ty Amway Việt Nam. Các bạn đã chọn đúng nơi và chúng tôi rất vui vì sự hiện diện của các bạn ở đây. Công ty Amway đã có lịch sử gần 50 năm trong việc giúp đỡ mọi người ở các thị trường trên toàn thế giới có cơ hội phát triển việc kinh doanh của riêng họ. Cam kết của chúng tôi về việc kinh doanh độc lập đã được biết đến rộng rãi. Đó chính là những điều cơ bản và nền tảng cho những gì chúng tôi làm. Và cách chúng tôi phát triển việc kinh doanh của Amway và của các bạn chính là việc đảm bảo cho các bạn có thể có được những sản phẩm tốt nhất. Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc cho việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm, sản xuất và hỗ trợ cho các bạn bán được những sản phẩm tốt nhất với những thương hiệu nổi tiếng thế giới. Chúng tôi muốn các bạn biết rằng, chúng tôi cam kết luôn hỗ trợ các bạn, cũng như cơ hội kinh doanh của các bạn. Các bạn có mặt ở đây vì các bạn thể hiện sự quan tâm của mình về cơ hội kinh doanh với Amway. Trong một cách nào đó như tôi đã nói, chúng tôi rất vui mừng chào đón các bạn đến đây. Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn các bạn nhìn thấy rõ bức tranh toàn cảnh về kinh doanh của Amway. Ở đây, tại Việt Nam, dù mới khởi đầu, nhưng chúng tôi đã có hơn 100 nhân viên. Họ đã sản xuất ra những sản phẩm tuyệt vời. Họ đã phát triển chương trình huấn luyện và họ ở đây để giúp các bạn đạt được mục tiêu của mình, dù mục tiêu đó là gì. Nhưng không phải chỉ có một mình họ. Công ty Amway Việt Nam chỉ là một phần của tập đoàn Amway toàn cầu với hàng ngàn nhân viên và cơ sở hạ tầng tuyệt vời nhằm hỗ trợ không chỉ cho Amway Việt Nam mà còn đảm bảo rằng Amway Việt Nam có thể hỗ trợ cho các bạn. Hơn thế nữa, các bạn có biết là những nhà phân phối với bề dày kinh nghiệm trong việc kinh doanh này tại các thị trường khác trên thế giới, có thể là người đã mời các bạn đến buổi hội thảo này. Họ làm việc với chúng tôi và họ có rất nhiều kinh nghiệm để chia sẻ và cam kết giúp đỡ các bạn. Điều đó tạo nên tinh thần cộng tác và việc cộng tác thực sự không những giúp kinh doanh phát triển mà còn giúp đỡ mọi người cùng nhau giúp những người khác. Tuy nhiên, chúng tôi không thể làm điều đó thay cho bạn. Cơ hội kinh doanh với Amway là cơ hội kinh doanh của chính bạn. Dù cho có tất cả cơ sở hạ tầng, cùng với những sản phẩm tuyệt vời và sự hỗ trợ tích cực này, thì sự thành công vẫn tùy thuộc vào việc bạn hành động như thế nào. Bạn làm những gì cần thiết để xây dựng việc kinh doanh của bạn. Việc tìm khách hàng, việc bán sản phẩm, và việc giúp đỡ người khác làm giống như bạn. Những việc này tuy đơn giản, nhưng có thể không dễ dàng. Tuy nhiên, nếu các bạn hợp sức làm việc cùng nhau, thì chúng ta có thể xây dựng một tương lai tươi sáng. Và tham vọng của chúng tôi là xây dựng tương lai tươi đẹp đó cùng với các bạn. Chúc mừng các bạn đã đến đây. Chúng tôi rất vui và mong đợi một tương lai rực rỡ cùng các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn.